lễ Phật nghe. Đó, đúng rồi, chắp tay xẻ tay ra, chè hai tay ra, rồi chắp tay lên tại Phật, chắp tay lên để ngay đây đó, đúng rồi đó, chắp tay xếp lại đó. Ừ. Con nói gì con nghe sao quá, chắp tay xếp lại niệm Phật đi. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, gia hộ độ cho con hết bệnh đi. Xin chào các bạn, thì hôm nay Quốc Chiến cùng với lại một số người bạn là Phong Bụi và anh Dập Đường Giáo Bụi qua chùa Long Bình ở xã Thanh Bình, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre để thăm một cái hoàn cảnh, đó là anh Lộc. Anh bị tâm thần từ nhỏ và cái hoàn cảnh rất éo le các bạn. Thì ngôi chùa này do sư Diệu Giác làm chủ trì và hiện tại thì sư mang anh Lộc về để mà chữa trị tại đây. Mình vào nha, bên trong lại Phong Bụi và anh Nhập Đường Giáo Bụi đang tác nghiệp đây. Đưa tay lên chú. Chú Lộc. Chú Lộc giơ tay lên. Giơ tay lên. Giơ tay lên nè. Giơ tay lên giống như sư cô nè. Giơ tay lên, cô kia xếp bằng, xếp bằng. Giơ tay lên, giơ tay lên. Giơ lên. Giơ lên, giơ cao lên. Giơ mạnh lên. Dạ. Bình thường đâu có được đâu. Đó, bình thường á, những cái ngày đầu tiên mà khi mà con tới á là con thấy là kêu không chịu nghe. Không biết gì hết. Dạ. Bà xuống, bà xuống, bà xuống. Nhìn cô đi. Trên mặt lên nhìn cô nè. Rồi để tay xuống. Chú Lộc để tay xuống đi. Chú Lộc để tay xuống. Để tay xuống. Cô đâu này đâu, để xuống. Cô nói cho hai chú nghe cái chuyện này mới làm mấy là mừng nha. Khi mà bà già sáng cô dặn bà già mua đồ ăn á, thì mua cái gì mà chú ăn được thì cứ cho ăn. Để lấy sức, bà già đi mua xôi mặn về. Khi mà cô cho ăn bánh mì hen thì chú ăn định bình thường để không được luôn đi. Khi mà cái chú mà đi theo cô để phụ á, thì lấy cái gói xôi mặn đưa chú ăn là chú không ăn. Rồi bắt đầu mình thấy vậy, mình tưởng là chú không ăn xôi mặn thì mình lấy bánh mì chú đó để vô một cây xúc xích, để làm đâu thì đưa bánh mì vô chú lại ăn miếng bánh mì, không ăn xúc xích. Vậy là thích ăn đồ chay. Đúng rồi. Đó, con thấy như vậy đó, thì bây giờ cái clip đó con có ghi lại, con mừng quá trời luôn rồi. Mà cô nói là đang ngồi ở trên cái bộ mà ta làm bằng xi măng đó. Cô mới nói giờ đi về chùa với cô hen là bắt đầu chồm tới là chuẩn bị đi về chùa, mặt tươi rói. Rồi mà nhưng mà lúc đó cô không làm được tại vì không có người phụ. Thì hôm qua cô thấy vậy, sáng hôm nay cô mới mượn Phật tử để phụ cô chuyển chú về đây. Hôm qua con nhận một cái tấm hình, đó là lúc sư cô gửi cho con hình mà đeo sub belt trên xe ô tô á. Là lúc đó mình đưa cho chú Lộc đi đâu vậy sư cô? Về chùa. Đi về chùa chỉ chủ yếu là để tham quan chùa, về chùa để thắp hương thôi. Rồi sau đó mình đưa lại căn nhà nhà của chú. Sáng nay thì sư cô dự tính là đưa chú Lộc về chùa sinh sống luôn hay là như thế nào vậy sư cô? Bữa nay cô đưa chú Lộc về để cô tụng kinh trì đại bi, với cho chú Lộc nhìn Phật để chú Lộc biết hướng về Phật, để cho chú Lộc để cái tâm là thân của chú Lộc nó rãng ra. Rồi ngày mai này là chú Dũng mới có điện cô là ngày mai chú Dũng xuống dẫn chở đi khám bệnh, thì cô sẽ đưa đi bệnh viện. Rồi nếu mà đủ duyên thì nếu mà chú Lộc bình thường tỉnh lại, nhưng mà theo cô nghĩ chắc phải xin lại ở bệnh viện để có thời gian người ta trị bệnh bằng thuốc tây hoặc là truyền dịch nước biển gì đó để cho chú Lộc bình phục sức khỏe, để mà nó kích thích ăn được rồi nó khỏe đi, rồi cái chuyện tới đây rồi sẽ tính tiếp với cô, sẽ bàn với chú. Chứ bây giờ mình chưa nói trước, tại vì thật sự mà nói thì mình lắng nghe, cô lắng nghe và chia sẻ với cộng đồng với chú, mong với chú. Thì bây giờ mình cũng phải cùng nhau để lo, chứ một mình cô không có làm được. Dạ, con biết rồi. Cô cũng xin phép sư cô là con thấy chú á, khi mà chú ngồi á là chú cũng đang giống như là ngồi thiền. Cái ngón tay này, cách để này như thiền này. Dạ, đúng rồi. Dạ. Cái này là sư cô chỉ cho chú hay là chú tự cô chỉ có cái tay này sáng rồi chưa có chấp hình được, cô chưa chấp tại vì cô tụng kinh thì không có hướng dẫn. Dạ. Chứ cô nghĩ là cô chưa chấp tay, có lẽ chấp tay lắm bánh mì rất bánh. Là nghe thương cô, nghe lời cô lắm, cầm đó. Giùm con đi, chấp tay lên lại Phật nghe chú, chấp tay lên lại Phật nghe. Đó, đúng rồi, chấp tay xẻ tay ra, chè hai tay ra, rồi chấp tay lên tại Phật, chắp tay lên để ngay đây đó, đúng rồi đó, chắp tay xếp lại đó. Con nói gì con nghe.
sao chắp tay xếp lại niệm Phật đi, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát gia hộ độ cho con hết bệnh đi. Nói đi nè, cúi đầu xuống lại Phật đi, cúi đầu xuống, cúi đầu xuống đi, cúi đầu xuống, cúi đầu xuống, cúi đầu xuống. Nghe rồi, cô biết nghe nhiều lắm rồi, nhưng mà mình phải ngày một ngày hai mình làm được. Nhưng mà cô chỉ còn có một cái là cái miệng cô cho ăn thì há miệng, nhưng mà cô chú chưa nói, cô sẽ làm cho nói. Rồi từ từ thì chú sẽ nói. Cái tay lúc nào cũng bắt ấn bên đây nè, nghe đó đó ừ, đó, đó, thấy không? Đó. Khi nãy sư cô để bàn tay thẳng để chủ yếu lạy Phật thôi, yeah. Để thực hiện động tác lạy Phật. Nhưng mà chú Lộc khi mà bỏ xuống á, mình vừa bỏ xuống thì hai ngón bàn tay như thế này nè, yeah, bấm ấn, gọi là bấm ấn trong Phật pháp, làm như là lạy chủ vậy nè, cô thấy vậy nè, cái gì nè, như đang lạy chủ vậy. Đúng rồi, cũng nghe lạy chủ vậy nè. Nói mừng chung, nói chung là cô nói với ba chú này ha, rồi mình chia sẻ với cộng đồng đó, yeah. Với mạnh thường quân là cùng nhau niệm Phật cùng với mình, giống như là sẽ có nhiều màu nhiều hơn. Nhưng cô không thể nói ra những cái gì mà cô đang chuẩn bị viết, yeah. Thì cô Nam Mô A Di Đà Phật, tại vì trước cộng đồng mình không có nói được cái gì đó chú, nhưng mà cô thấy cô biết được cái việc gì nó sắp đến. Thì mình trong thời gian mà mình làm cái việc gì đó là cô nhất tâm niệm Phật dữ lắm, để cho chú Lộc được trở lại bình thường. Nhưng mà chắc bình thường như mình là không được, nhưng mà cũng được 50-60% là được tự làm cho bản thân mình. Dạ. Thực ra thì hôm nay số không là con ở trên Sài Gòn thôi, yeah. Nhưng mà con tranh thủ công việc sắp xếp được hôm nay rồi, okay. Con xuống dưới chùa mình, thứ nhất là con nhận được, hôm nay con nhận liên tục những cái tin vui. Con muốn xuống để cho mọi người cùng nhau chia sẻ niềm vui này. Cái sự thay đổi của chú Lộc rất rõ, yeah. Đúng trọn vẹn, hôm nay là đúng một tuần. Một tuần con xuống thăm chú. Thì con cũng nhận được một cái món quà. Món quà này thì các cô chú ở nước ngoài gửi đây. Thì các cô chú có nhắn với con là gửi cho sư cô. Cái này hơi nặng trách nhiệm nha sư cô. Mọi người gửi một cái phần quà nhỏ để giúp giùm sư cô lo dùm cho chú cái việc là đi đến bệnh viện, cũng như là ăn uống bồi bổ cho chú. Thì có cái chú Lộc, chú Lai Tấn Hiệp, chị Mai, chị Hoa, chị Mùi, chị Phương, tất cả các cô chú đấy ở Canada. Thì có nhờ con gửi dùm cho sư cô 8 triệu, rồi một cái người Phật tử giấu tên thì chuyển khoản cho con thêm 200 ngàn nữa. Thì hôm nay con gửi dùm cho sư cô có mẹ của chú Lộc ở đây luôn. Thì con gửi cho chắc mọi người nhắn nhủ là nhờ sư cô cầm giùm, yeah. 8 triệu 2, là phần 8 triệu là từ các cô chú ở nước ngoài, nãy con nêu tên, với 200 ngàn từ một Phật tử xin giấu tên, okay. Dạ, con gửi cho sư cô. Cũng rất là vui khi mà những cái clip gần đây thì rất nhiều mạnh thường quân như Phật tử cũng chia sẻ cái niềm vui chung với chú Lộc. Con thấy là thật sự con tin vào câu chuyện nhiệm màu của Phật pháp, okay. Và hôm nay con thấy sự kỳ diệu của Phật pháp nhiệm màu. Cô xin em chia sẻ với mạnh thường quân, với cộng đồng mạng, với chú này, chú Phong, chú Phong Bụi, với chú Dũng này nè. Tại vì cái này là cô thấy nhắn những cái mà bình luận là cô thấy cô rất mừng, nhưng mà cũng rất là lo. Tại vì không phải một mình cô làm nên sự việc, nhưng mà phải luôn luôn lúc nào cũng đồng hành cùng với mạnh thường quân, với mấy chú để cùng nhau lo dùng cùng cô, chứ đừng để một mình cô. Tại vì thật sự mà nói, nếu ngoài đời thì mình làm được, thì cái này ở trong chùa có đôi lúc những công việc nó bề bộn, thì thí dụ như quý mạnh thường quân mà muốn cô làm cái gì đó thì cũng cho cô có thời gian, yeah. Và thì ví dụ như là bây giờ cô nhận trách nhiệm, cô thấy anh những bình luận cô cũng mừng, nhưng mà lo lắm. Tại vì người ta đã hy sinh, người ta đã đồng hành cùng mình, tin tưởng mình. Thì cô xin đứng trước cái ống kính thì cô rất là cảm niệm công đức của quý vị đã tin tưởng cô Giác. Nhưng mà phải cho cô Giác bất cứ điều gì mà muốn cô Giác cũng phải có thời gian. Tại vì trong thời gian cô tu hành, việc gì cô nên đi được thì cô sẽ đi, còn nếu không được thì từ từ. Còn cái việc chú Lộc chuyển về chùa thì cô cũng vậy. Ví dụ như cô có thời gian rộng rãi, cô sẽ rước chú Lộc về nhà, về chùa để mà nghe niệm kinh, tụng kinh niệm Phật. Còn cái vấn đề mà đưa về bệnh viện thì cô cũng nhờ một người nam mà đồng hành cùng cô đó. Thì
nó đúng ra thì trong cộng đồng mạng cũng nói là cô phải lo cho người đó cái việc đi lại. Thì cái chuyện đó là người đó trước kia mà chưa biết làm việc này thì cô cũng có làm nhà tình thương cho chú đó, tại chú đó cũng khó khăn lắm. Rồi mà bất cứ cái điều gì ăn uống hàng ngày cô cũng cho hết, cô lo hết. Thì thành ra cô có nói với chú hồi sáng là nếu mà cô đưa chú Lộc mà đi về bệnh viện thì chú phải thường xuyên túc trực, ví dụ như bà mẹ có muốn đi theo thì cho bà mẹ ở đó, nhưng mà chú phải với cô phải đồng hành, có nghĩa là khi mà cô không có đó thì phải chú có ở đó. À, tại vì một người nam thì bây giờ cô xin gửi gắm lên những điều mà cô nói cho cộng đồng mạng biết, nhiều quý vị mà đang quan tâm chú Lộc cũng chẳng như là mấy chú thì đáng mà chia sẻ cùng cô, chứ đừng có để chú mày mắc đi đây đi kia rồi cộng đồng mạng kêu cô phải làm vậy. Thì thật sự là làm thì cũng được đó, nhưng mà không nên làm, tại vì phải có chung tay góp sức mới được, thấy chưa con? Con thì thiệt ra từ đầu con tính là con sẽ là người đưa chú đến bệnh viện, nhưng mà con bị kẹt cái lịch công tác, trong tuần tới con phải công tác nước ngoài cho nên rất là khó. Thì hôm nay con xuống thì cũng nhắn nhủ là cũng mong muốn là các mạnh thường quân hoặc là biết Phật tử nào gần khu vực này á, ở Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam hoặc là thành phố Bến Tre, thì những cái khu vực mà khá là gần với ngôi chùa của mình, phụ giúp dành cho sư một phần. Con thấy sư cô là phía bên chánh điện mình đang xây chùa hả sư cô? Cái này là mình xây đang dang dở thiếu kinh phí hay là như thế nào mà con thấy không có động thái cái này mình nữa. nếu mà nó đủ riêng thì hôm nay nó cũng lên tới nóc rồi, mà tại vì nó thiếu kinh phí rồi nó nằm ở trong vùng sâu vùng xa đó thì cô cũng có mua một số thiếu mà giờ cô chưa trả được, thành ra người ta cũng không có đủ cung cấp cho mình. Nhưng cái nữa là cô cũng lo là nếu khi một khi mà cô mà có mua thiếu được cô làm thì một mai mà đời nó vô thường thì sợ người khác về đây người ta gánh nặng tội nghiệp cho người ta. Cho nên mình dừng lại, khi nào nó đủ duyên thì cô sẽ làm tiếp. Thì cô có tâm sự như vậy là chú, ví dụ như